Dạ rồi, em xin chào anh em, xin chào các bác. Em nhân viên ở trong kho của anh Phong. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu thêm một số sản phẩm ở trong kho của anh Phong. Đây là con Eto nhé. Eto của Xinjiang. Đây. Con này giống như mọi Eto thông thường thôi. Có kẹp bàn, xoay kẹp tế và khóa đẩy lên đẩy xuống. À, khóa này khóa quay 360 độ. Cứng thế. Đây, sẽ mở ra. Mở ra hết cỡ xem là được bao nhiêu mili. Cái này Eto kẹp 50 nhá. Ở trên đây nó có ghi này. Đây. Trên đây có ghi là kẹp 50 mili. Để thử xem là nó có ra được 50 mili không. Đây, hết cỡ rồi. Ui, cái này lên được 70 mili luôn. 7 cm đó. 7 cm. Phần ở dưới thì anh em có thể kẹp được cái thanh đỡ khoảng tầm 5 cm thôi. 5 cm là hợp lý nhất. Ở đây có gia cố thêm một số hợp kim chống cọ. Cái này mở ra quá nó rớt ra ngoài luôn. Đây. Ở bên trong thì sẽ rỗng này. Để giảm kích thước trọng lượng. Rồi. Chưa cho vào được. Xin lỗi anh em nhé, tại vì em làm rốt ra ngoài cho nên hơi mất thời gian một tí. Rồi, ok. Con này hiện tại bên em đang bán giá là 235.000. Anh em sẽ được bao ship. Về trọng lượng con này tầm khoảng gần ký, gần một ký thôi. Đây, về kích thước chiều dài, chiều cao toàn bộ thì tính đến mặt này thì rơi vào khoảng 16 cm. Còn chiều ngang này, chiều ngang sẽ là 5 cm. Rất nhỏ gọn và hợp lý. Đối với anh em nào làm mộc cơ khí hoặc chế đồ đê quay nhỏ. Ở đây là một số thông tin của nhà sản xuất đây. Kẹp ngoằm là 50 mm. Ngoài ra thì nó cũng không có cái thông tin gì nữa. Đây, một sản phẩm duy nhất. Giờ chỉ còn số lượng 3 cái thôi. Rồi, em nên tạo một cái video ngắn ngắn mà giới thiệu về cái Eto cho anh em, cho các bác xem nhé. Sắp tới thì em sẽ lên vài video nữa. Mỗi một video ngắn ngắn thôi. Một hoặc hai sản phẩm để giới thiệu. Anh em có thể đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Em sẽ ra video thường xuyên, ra video giới thiệu toàn bộ các sản phẩm lẻ của anh Phong đây quay luôn. Rất là nhiều hàng tồn, đang xả đi cực kỳ giá ưu đãi và có chương trình free ship đối với một số sản phẩm. Rồi, cảm ơn anh em và chào các bác nha.